Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị mà bản thân tôi đang vận dụng trên thị trường. Đây là cả một chặng đường dài với những chuỗi giá trị mà bản thân tôi tiến giao dịch áp dụng vào trong thị trường để minh chứng dẫn chứng, để chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư với những thực tế trên thị trường trực tiếp. Học viên của bên trung tâm đào tạo Forex của bản thân tôi là những người theo dõi, nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị thực tế này trên thị trường. Giao dịch được thì phải dẫn chứng chứng minh trên thị trường, chứ không phải dùng trading view hoặc backtest để gáy như đúng rồi hoặc lên cho lệnh đọc lệnh trên thị trường. Chúng ta cần phải thấy rõ những giá trị vận dụng vào trong thực tế. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng những giá trị mà bản thân tôi đã chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Mọi giá trị trên thị trường đều phải là những thực tế của những minh chứng, đều phải là những giá trị của những giao dịch thực tế để chúng ta xem xét, nhìn nhận. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không trên cái thị trường giao dịch Forex này. Còn bọn giao dịch mồm, bọn chơi mõm ở trên thị trường thì làm sao mà dám dẫn chứng thực tế giao dịch ở trên thị trường. Chính vì vậy bọn chúng nên toàn sử dụng trading view để phân tích, đọc lệnh hoặc là nhà bán chiến lược mà thôi. Đó là những giá trị mà bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường cần phải lưu ý. Đấy, vừa rồi tao bảo mày bài dưới đúng chuẩn chưa? Nếu mà mày nghe tất cả các tài khoản tao ăn hết. Đó. Còn nhân nha, cây này đổ xuống đây là cây này tao vặn nó full lock. Giật lên đây tao ăn ngay tao té. Tao bảo 42 tao mới like được. Biết tại sao phải like 42 không? Bởi vì like đấy thì bọn nó sẽ không copy lệnh tao được. Có đúng chưa? Đây. Bây giờ tao mà like vào sớm quá thì bọn nó copy lệnh của tao đúng không? Đấy chưa? Thấy đánh đẹp không? Còn cả các tài khoản khác. Thì đấy, toàn bộ tài khoản này tôi giao dịch thì đều anh em học viên ở trực tiếp nhà tôi 24/24 nha. Theo học tôi thì đây đều xem. Em Hiếu đây là trước Tết có vào đi học rồi nha. Đây đợt này tôi gọi vào còn có việc riêng khác. Thì đây, rồi xin chào anh em và chúc anh em giao dịch thành công. Và bản thân các bạn cần phải hiểu rõ giữa đánh trải người ta sẽ có những cái tầm nhìn hoàn toàn khác, chứ không phải nhà chúng ta lấy những cái nhận định của bản thân chúng ta ra khi mà bản thân chúng ta còn chưa hiểu vấn đề, nhưng mà chúng ta cứ nói như đúng rồi. Giao dịch được, đây là những thành quả mà bản thân tôi đã phải chia sẻ cho cộng đồng, và trong thời gian tới nhà đầu tư sẽ xem những tài khoản khác của bên trung tâm đào tạo của bản thân tôi chia sẻ với thực tế là tôi giao dịch như nào. Ok chưa? Rồi xin chào nhé. Con này là bọn tôi cả. Chào anh em nha.